Hiện tại là em Hương đang có mặt ngay tại là xã Sông Chầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai anh chị mình ha. Chào tất cả các anh chị mình đã quay trở lại với kênh của Kim Hương Nhà Đất Đồng Nai. Thì ngay tại vị trí này, Hương hôm nay có một cái mảnh vườn mà có sẵn thổ cư luôn, phù hợp cho anh chị nào mà đang có nhu cầu làm nhà vườn anh chị mình ha. Mảnh vườn với tổng diện tích là 2.400m² mà có sẵn 300m² thổ cư, sổ hồng riêng, sẵn sổ luôn, điện ngay trước đất luôn rồi, và bám mặt đường hiện hữu của nhà nước lên tới 48m luôn anh chị mình nhé. Đấy, quá đẹp luôn rồi đúng không ạ? Bây giờ mình chỉ còn phân vân là cái mức giá như thế nào nữa thôi. Thì cái mức giá thì Hương cũng chia sẻ sơ là nó cũng, Hương thấy nó cũng ok anh chị mình ha. Đó, thì để đi vào chi tiết, Hương sẽ quay chi tiết cái mảnh vườn này cho anh chị mình cùng xem. Dân cư thì anh chị mình cũng thấy là hiện hữu cũng khá là đông luôn rồi. Đó, thì để mở bài á, Hương sẽ bay một đoạn flycam để cho anh chị mình nhìn thấy cái hình dáng miếng đất là như thế nào và dân cư xung quanh như thế nào anh chị mình ha. Thì trong quá trình xem video, anh chị mình tặng cho Hương xin một nút like, một nút đăng ký kênh chị mình ha. Sau này Hương ra những cái video mới là anh chị mình sẽ nắm bắt được cái cơ hội sớm nhất, biết đâu có những cái sản phẩm bất động sản giá rẻ thì anh chị mình sẽ xem được sớm và sẽ đi xem sớm và sẽ chốt sớm anh chị mình ha. Rồi bây giờ Hương sẽ quay chi tiết cái mảnh vườn cho anh chị mình cùng xem nha. Rồi, hiện tại là Hương đang đứng ngay trước vị trí của mảnh vườn luôn anh chị nha. Vườn thì đã được rào lưới và đóng cọc mốc toàn bộ luôn rồi. Thì cái vị trí Hương đứng khi nãy, khi đầu video á, là ở ngay cái chỗ đó anh chị ha. Đó, nhà dân thì xung quanh luôn. Còn cái đường đi vào vị trí đất của mình là đường hiện hữu nhà nước nha anh chị. Hiện tại là đường đá mi, rộng khoảng độ là 3m anh chị ha. Đó, và vị trí đất của mình ở đây thì nó có cái cổng này nè anh chị. Cổng này thì hiện tại là chủ người ta đang khóa lại để cho ngăn gà vịt đồ các thứ bị trộm anh chị ha. Thì bây giờ Hương sẽ vào bên trong, Hương quay cho anh chị mình cùng xem. Tính từ cái mép này nha anh chị, tính từ cái mép này đổ vào bám vào đường hiện hữu nhà nước là 48m. Đó, bây giờ Hương vào trong, Hương quay chi tiết cho anh chị mình xem nha. Rồi, hiện tại là Hương đang đứng ở ngay bên trong vị trí đất luôn anh chị ha. Thì qua đoạn flycam anh chị mình thấy miếng đất rất là vuông và đã đóng cọc sẵn hết luôn rồi nè. Đấy, anh chị mình thấy cọc là đóng đầy đủ hết rồi. Và điện là nằm ngay bên trong đất của mình luôn anh chị ha. Đấy, hôm nay thì nhà dân cũng có hiện hữu luôn, điện thì ngay đây luôn rồi. Về làm nhà vườn thoải mái nha anh chị. 2.440m², có sẵn là 300m² thổ cư, sổ hồng riêng, sẵn sổ luôn anh chị mình ha. Thì cái đường á, hiện tại là do là miếng này với lại cái miếng bên đây là chung một chủ, nhưng mà hai sổ hồng riêng biệt anh chị ha. Do chung một chủ cho nên là hiện tại người ta đang kiểu đang cho thuê đất á, nên người ta làm một cái cổng để mà tránh có người vô bắt vịt của người ta anh chị. Đó, thì nếu mà anh chị mình mua thì sẽ dỡ cái cổng đó ra anh chị ha. Tức là cái đường từ bên ngoài khi nãy Hương đứng á, là nó sẽ thẳng vào bên trong đây luôn nè. Đó, nó thẳng cho tới tới cái cọc đây thì là cái đường hiện hữu nhà nước anh chị mình ha. Đấy, anh chị thấy không? Từ hai cái cọc đây, đây, cọc đây Hương chị đây, là cái đường đó anh chị ha. Đó, là đường đó thẳng một mạch đi ra tới cái cổng, ra tới cái đường vị trí hồi nãy Hương đứng là cái đường hiện hữu nhà nước, là đất mình bám là 48m mặt đường hiện hữu nhà nước anh chị mình ha. Đường nhà nước không phải đường nội bộ nhé. Và cái cổng đó hiện tại thì người ta chỉ có làm tạm lên để mà ngăn không cho người khác vô bắt gà bắt vịt thôi, và đang cho thuê đất thôi anh chị, chứ không có vấn đề gì hết nha. Nếu mà mình mua thì là mình yêu cầu chủ dỡ cái cổng đó ra cho mình, và mình sẽ quay đất lại đàng hoàng tử tế luôn anh chị ha. Điện hả? Điện thì ngay đây luôn rồi. Đó, thì 2.440m², có sẵn 300m² thổ cư, bám mặt đường nhà nước đây là 48m anh chị ha. Sâu xuống thì cạnh bên đây là 41m, cạnh bên này thì là 44m, và nở hậu đằng sau là 54m, cực kỳ là vuông và đẹp luôn. Y như hồi nãy Hương bay flycam cho anh chị mình luôn, rất vuông và đẹp. Cọc á thì đóng hết rồi nè anh chị ha, đóng cọc hết rồi. Thì nãy giờ Hương chia sẻ cái đường thì chắc có lẽ là anh chị mình có thể hình dung ra được rồi đúng không ạ? Bây giờ Hương chia sẻ lại ha. Tức là cái đường của mình, đây miếng đất của mình anh chị để ý từ cái hàng cọc đây nha.
từ cái hàng cọc đây là hết đất của mình ha. Đó, cho tới đây là hàng cọc, đây là hết đất của mình. Thì cái con đường á là nó bám ngay từ cái cọc này, đây ngay ngón tay Hương chị luôn, từ cọc này qua cọc này là đường hiện hữu nhà nước và hết anh chị ha. Hết, tức là con đường nó chỉ tới đó và nó đổ lên phía trên đây anh chị nha. Cho ra tới cái cổng, ra tới cái cổng và thẳng ra bên ngoài cái vị trí đường hồi nãy Hương đứng luôn. Đó thì đó là đường hiện hữu nhà nước nha, không phải là đường nội bộ, đường dân sinh nha anh chị nha. Đó, chẳng qua bây giờ là do người ta chủ, người ta đang giữ đất và đang cho thuê á, và đang giữ vịt giữ gà cho nên người ta dựng cái cổng đó thôi. Còn anh chị mình khi mà mình mua, mình cần thiết muốn dỡ cổng thì mình yêu cầu chủ dỡ cổng ra anh chị mình ha. Là đường hiện hữu nhà nước ngay trên sổ luôn. Đây, bây giờ Hương quay cái sổ cho anh chị mình cùng xem và quay quy hoạch cho anh chị mình cùng xem ha. Đây là quy hoạch của miếng đất anh chị ha. Thì miếng đất là quy hoạch là đất cây lâu năm. Thì mục đích sử dụng trên quy hoạch là đất cây hàng năm, nhưng mà thực ra nó có sẵn 300 thổ cư rồi nhưng mà nó chưa có cập nhật đó các anh chị. Nên là đây Hương chèn cái hình sổ cho anh chị mình thấy nha. Đấy, có sẵn 300 thổ cư. Thì miếng đất anh chị mình thấy hình dáng rất là đẹp luôn ha. Rất là vuông vắn, rất là đẹp, nở hậu nữa. Mà bám mặt đường miên man luôn, 48m luôn. Thì giống như khi nãy Hương có chia sẻ cái phần mà cái cổng cái gì, thì cái cổng người ta làm ở ngay cái chỗ này luôn này. Đấy, làm ngay chỗ mép đường này luôn ha. Thì thực ra nó là cái đường hiện hữu nhà nước đấy các anh chị ha. Đó. Đấy. Thì bây giờ Hương sẽ kiểm tra cái vị trí cho anh chị mình cùng xem để rõ thông tin chi tiết hơn nha. Đây. Hiện tại Hương đang ngoài thị trấn Trảng Bom và đi vào vị trí miếng đất thì nó là 13 km nhé. Đường thì là phía đường cuối này là đường cụt, như khi Hương bay flycam anh chị mình cũng thấy rồi, nó chỉ ra những cái căn nhà đằng sau rồi nó cụt thôi anh chị mình ha. Đấy, vị trí đất thì ở đây. Bây giờ Hương sẽ đo từ vị trí đất đi ra ngoài cái đường Nguyễn Hoàng cho anh chị mình cùng xem ha. Đây, đường Nguyễn Hoàng. Thì từ đây mà đi ra Nguyễn Hoàng thì nó mất là 4,8 km, gần 5 km luôn nha anh chị. Còn mà đi ra 767 á, thì mình đi đường này thử xem. Hôm nay Hương dùng điện thoại nên nó cũng hơi lủng củng hơn một xíu ha. Đây, 3 cây 2 ra 767 nha anh chị. Từ thành phố Biên Hòa, công viên 30/4 xuống tới đất thì mất chỉ có 21 km thôi anh chị ha. Miếng đất quá là vuông đẹp luôn, miếng đất vườn, có thổ cư, có điện ngay trước đất, dân cư xung quanh hiện hữu, đằng sau có ao hồ, rất là mát mẻ, xung quanh mát mẻ nha. Đấy, và giá rau bán thì chỉ có 2 tỷ thôi, mà giá này thì còn thương lượng nhé. Nếu mà anh chị mình quan tâm đến này cứ điện ngay cho Hương, Hương sẽ thương lượng mức giá tốt nhất cho anh chị mình. Nhưng mà anh chị mình phải xuống xem ha, làm việc thực tế, người thật việc thật hết với nhau, mình gặp nhau trực tiếp rồi Hương mới thương lượng giá anh chị ha. Đấy, thì nói chung miếng đất này rất là vuông và đẹp, và hiện tại cái mức giá rao bán của miếng đất này là 2 tỷ và còn thương lượng anh chị mình ha. Giá bán 2 tỷ còn thương lượng 2.440 m², ngang bám mặt đường hiện hữu từ bên ngoài kia, từ bên ngoài cái cổng luôn, từ hàng rào đó các anh chị ha. Đấy, từ cái hàng rào đó đổ qua tới cái hàng cọc bên đây là 48 m, thì hàng cọc bên đây là 41 m và cái hàng rào bên kia là 44 m, nở hậu đằng sau là 54 m anh chị mình nhé. Sổ hồng riêng sẵn sổ luôn, như khi nãy Hương quay sổ cho anh chị mình đó. Đó thì giá rao bán là hiện tại là 2 tỷ còn thương lượng anh chị mình ha. Anh chị mà ưng cái miếng vườn này á, thì cứ liên hệ ngay với em Hương và mình trực tiếp thương lượng với chính chủ luôn. Giá ấy có sẵn 300 m² thổ cư về anh chị mình làm gì cũng được nha. Xây nhà ở thoải mái luôn, biệt thự nhà vườn ở thoải mái luôn anh chị, điện ngay bên trong đây luôn rồi. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết Hương đã chia sẻ đến anh chị mình rồi nhé. Bây giờ thì Hương xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị mình trong những video lần sau nha.